Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 108. Ở cuối tập trước, sau khi lập tức Thiên Ngưng mang theo Tư Viêm trực tiếp xuyên qua đại điện, đi tới người cá vương ở lại tẩm điện. Vừa vào cửa, nồng đậm mùi thuốc lập tức xông vào mũi, nồng đậm mùi thuốc để người có chút buồn nôn. Bất quá Tiêu Viêm đối với mùi thuốc tự nhiên sớm thành thói quen, mặt không đổi sắc đi thẳng vào. Các ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này ta một người là đủ rồi, tạm thời không cần các ngươi. Có chuyện gì ta đang gọi ngươi nhóm. Thiên Ngưng cùng Khiếu Chiến đang chuẩn bị cùng nhau đi vào, lại là bị Tiêu Viêm ngăn lại. Thừa dịp Thiên Ngưng không chú ý thời điểm, Tiêu Viêm trừng mắt liếc Khiếu Chiến, ánh mắt kia liền phảng phất đang nói: ta đã cho ngươi sáng tạo cơ hội, có thể hay không thành tựu dựa vào chính ngươi. Khiếu Chiến đối với Tiêu Viêm chớp chớp mắt, phảng phất ngay tại ra hiệu tự mình minh bạch. Thiên Ngưng công chúa, chúng ta trước qua bên kia ngồi một chút đi, nơi này đứng cũng không có việc gì. Tiêu Thiếu một người làm được nói muốn liền lôi kéo Thiên Ngưng đi hướng cách đó không xa cái đỉnh nhỏ đi. Trên đường đi có chút xấu hổ, cái kia, Thiên Ngưng công chúa, ngươi có đối tượng sao? Khiếu Chiến mặt ửng hồng, ấp a ấp úng hỏi. Chính quay người đóng cửa, Tiêu Viêm nghe được Khiếu Chiến câu nói này, chân hạ một cái lảo đảo, kém chút không có quẳng rồi. Xem bộ dáng là không đùa, tiểu tử này lúc nào có thể có chút, Tiêu Viêm lo âu lắc đầu. Khiếu Chiến công tử, ta còn không có lập thành bất luận cái gì việc hôn nhân. Thiên Ngưng dĩ nhiên trả lời Khiếu Chiến, Tiêu Viêm lần này thật kinh ngạc, cứ như vậy thật đúng là có thể cua được cô nàng. Tiêu Viêm nội tâm độc trắng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thực sự chịu không được, tranh thủ thời gian đóng cửa cứu người đi thôi. Đi tới dược trì bên cạnh, bị trọng thương người cá vương đang nằm tại trong dược trì, khí tức suy nhược, đã là thở ra thì nhiều, hấp khí ít. Ý thức đều có chút mơ hồ, Tiêu Viêm nhìn một chút người cá vương thương thế, cau mày, thương thế kia không nhẹ. Người cá vương thực lực tự nhiên không thể nào là mấy cái huyết thần tướng đối thủ, có thể sống sót đã không dễ dàng. Người cá vương, ta đã tìm được cửu chuyển niết bàn quả, ta vậy thì giúp ngươi niết bàn. Bất quá quá trình có chút thống khổ, ngươi phải cần nhiều nhịn một chút. Tiêu Viêm tại người cá vương bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, người cá vương nghe xong há hốc mồm. Muốn nói cái gì, lại phát hiện đã không cách nào nói chuyện, Tiêu Viêm thậm chí đều có thể đủ cảm nhận được người cá vương thống khổ. Nói xong, Tiêu Viêm liền không ở chần chờ, trong tay xuất ra một viên cửu chuyển niết bàn quả. Cái quả này cách dùng rất đơn giản, trực tiếp ăn vào liền có thể, bất quá Tiêu Viêm cũng không có làm như vậy. Bởi vì dạng này dược tính quá mạnh, Tiêu Viêm thì là tiên dùng thiên hỏa đem dược tính hơi suy yếu. Lấy một loại tăng lên phương thức chậm rãi hấp thu, dạng này đối bản liền bị thương thật nặng người cá vương muốn tốt hấp thu một chút, cũng gia tăng thật lớn cơ hội thành công. Về sau Tiêu Viêm đầu ngón tay khẽ động, cửu chuyển niết bàn quả liền hóa thành một viên chùm sáng thuận theo người cá vương trong miệng nuốt đi vào. Chuyển niết bàn quả dược lực lập tức tản ra, người cá vương trên thân thì là bắn ra chướng mắt thanh quang. Thanh sắc quang mang chợt liền bao trùm người cá vương toàn thân, người cá vương yếu ớt khí tức bắt đầu trở nên tráng kiện. Thanh sắc quang mang tại người cá vương trên da dần dần trở nên thành ngọn lửa màu xanh. Người cá vương nhất thời nhịn không được phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, tiếp lấy làn da bắt đầu chậm rãi nát giữa, nhục thể bị ngọn lửa màu xanh cấp tốc thôn phệ. Ngươi chỉ cần thủ trụ bản tâm, nhất định phải kiên trì lên. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, hắn đã làm người ngư vương giảm nhẹ đi nhiều dược lực. Như niết bàn thống khổ, như thế nào tùy tiện tiếp nhận, nhưng cái này là nhân ngư vương nhất định phải đối mặt. Thanh quang càng ngày càng thịnh, quang mang đem nhân ngư vương thân ảnh hoàn toàn che chắn. Sau một lát, người cá vương tiếng gào thét âm chậm rãi dừng lại xuống tới, mà Tiêu Viêm trước mặt thì xuất hiện một cái màu xanh kén. Như là trái tim đồng dạng chậm rãi nhảy lên, Tiêu Viêm thấy thế thở phào một cái. Người cá vương tổng tính niết bàn thành công, chỉ cần chờ đợi, người cá vương liền sẽ lại lần nữa thu hoạch được một bộ thân thể khỏe mạnh. Người cá vương phục dụng cửu chuyển niết bàn quả về sau, mặc dù quá trình thống khổ một chút, nhưng vẫn là thuận lợi niết bàn thành công, có thể thuận lợi như vậy thành công. Trong đó trọng yếu nhất là nhân ngư vương nhục thân vẫn còn, mặc dù rất suy yếu, nhưng là chỉ cần nhục thân vẫn còn, chữa trị cũng không tính khó khăn, sở dĩ cũng không có nhận quá lớn tra tấn. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm đứng dậy, giờ phút này Thiên Ngưng cùng Khiếu Chiến cũng là vội vàng đi đến, nhìn trước mắt cái này màu xanh kén lớn, Khiếu Chiến một mặt hiếu kỳ, nhưng Thiên Ngưng lại không xa lạ gì. Phụ vương thành công sao? Thiên Ngưng run run hỏi. Dùng ăn cửu chuyển niết bàn quả, niết bàn cũng không phải là toàn bộ đều có thể thành công, cũng có cực ít vận khí người không tốt sẽ thất bại. Đương nhiên người cá vương nếu không phải Tiêu Viêm sử dụng thủ đoạn khống chế cửu chuyển niết bàn quả dược lực, cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Không sao, lần này niết bàn khả năng cần phải hao phí thời gian mấy năm phụ vương của ngươi mới có thể thức tỉnh, trong lúc đó nhất định muốn bảo vệ tốt phụ vương của ngươi. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, Thiên Ngưng nghe vậy lập tức gật gật đầu, Thiên Ngưng lập tức hướng Tiêu Viêm đi quỳ lạy đại lễ, Tiêu Viêm thấy thế lập tức đỡ Thiên Ngưng. Công chúa, ngươi cái này là ý gì? Thiên Ngưng cái quỳ này khiến Tiêu Viêm có chút bối rối. Đa tạ công tử xuất thủ cứu chúng ta cá bộ tộc, bây giờ còn không sợ sinh tử lấy được cửu chuyển niết bàn quả cứu phụ thân của tiểu nữ. Như thế đại ân đại đức tiểu nữ không thể báo đáp, một khi công tử có yêu cầu gì, sông pha khói lửa chúng ta cá bộ tộc cũng không chối từ.
Thiên Ngưng đối với Tiêu Viêm thật sâu hành lễ, thanh âm đều run rẩy, mặc dù người cá tộc Lạc Mịch, nhưng là Thiên Ngưng chính là nhân ngư tộc công chúa. Thân phận cao thượng, từ nhỏ được người kính ngưỡng, cho tới bây giờ đều là người khác hướng nàng hành lễ, nàng chưa từng thấp quá mức. Thiên Ngưng công chúa, lần này xuống biển, cũng nhiều thua thiệt người cá tộc tương trợ, ít đi rất nhiều đường quanh co, mà lại ta cũng đã nhận được ta muốn có được, ngươi ta cùng là đấu đế đại lục người. Bài trừ dị cũng là chuyện đương nhiên, cứu phụ vương của ngươi cũng coi như ta nợ ngươi ân tình, cho nên chúng ta trước đó ai cũng chưa từng tướng thiếu, ngươi không cần như thế. Tiêu Viêm nói, đỡ dậy Thiên Ngưng, đứng thẳng người, Thiên Ngưng tím mắt to màu đỏ ngập nước, kém chút lại khóc lên. Công tử, Thiên Ngưng còn muốn nói gì nữa, lại bị Tiêu Viêm ngăn lại. Không cần phải nói cảm ơn công chúa, hải dương màu vàng óng bên trong bây giờ sẽ không ở xuất hiện một cái huyết quái, sở dĩ ngươi cứ yên tâm đi, vùng biển này từ nay về sau là an toàn. Tiêu Viêm khẽ cười nói, Thiên Ngưng nghe vậy lập tức là mở to hai mắt, thậm chí đều không thể tin được Tiêu Viêm lời nói. Đây là sự thực. Thiên Ngưng kinh ngạc trưởng thành miệng nhỏ, khó có thể tin. Tiêu Thiếu nói là thật, huyết hoàng đều bị Tiêu Viêm giết đi, yên tâm đi, về sau vùng biển này có thể không có huyết quái, ta cũng giết thật nhiều đâu. Khiêu Chiến cũng là ở một bên kiêu ngạo cười nói, vỗ vỗ bộ ngực, tự nhiên cũng thuận đường khen khen chính mình. Máu, huyết hoàng, chết rồi. Thiên Ngưng tựa hồ cũng chưa từng nghe qua huyết hoàng cái chức vị này, nhưng là nghe danh tự, đều có thể đoán được là một cái người rất lợi hại. Chính là huyết quái nhóm lão đại, đầu tiên thực lực, bị Tiêu Thiếu cho chém giết, mà cái khác huyết quái cũng bị Long tộc cùng chúng ta cùng một chỗ hợp lực, toàn bộ đều giết sạch sành xanh, đem những này ngoại lai quái vật toàn bộ đều giết chết. Khiêu Chiến gật gật đầu, Thiên Ngưng biểu lộ đã chấn kinh không thể tự kiềm chế. Tiêu Viêm cùng Thiên Ngưng bàn giao nàng phụ vương một số việc sau chú ý hạng mục sau liền nên rời đi trước, về tới Quỷ phủ Phương Chu. Đem Nhân Ngư Vương sự tình giải quyết về sau, Tiêu Viêm còn có một người muốn cứu, đó chính là chỉ còn lại có một tia tàn hồn quỷ ẩn. Tiêu Viêm vừa rời đi người cá tộc đại điện, người cá tộc liền truyền đến trận tai nhức óc tiếng hoan hô, bây giờ người cá vương được cứu, huyết quái toàn bộ bị giết hết tin tức một truyền ra. Cái này để bọn hắn trường kỳ bị huyết quái chèn ép truy sát bốn phía chạy trốn sinh hoạt triệt để kết thúc, về sau rốt cuộc không có huyết quái uy hiếp bọn hắn làm sao không cao hứng. Cả người ngư tộc đều reo hò lên, nhất định phải lôi kéo Tiêu Viêm tham gia chúc mừng tiệc tối, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cũng đành phải đáp ứng. Mà Vô Ý Phương Chu bên trên, Tiêu Viêm đồng bạn đều toàn bộ bị mời đến người cá tộc, khoảng thời gian này mọi người tại người cá vật ngốc lâu cũng là không có cảm giác xa lạ. Người cá tộc đối bọn hắn cũng rất là nhiệt tình, nói tóm lại dù sao Tiêu Viêm bọn hắn là nhân ngư tộc ân nhân. Mà trong truyền thuyết người cá tộc là cao ngạo, có thậm chí còn sẽ ăn thịt người, bất quá dưới mắt xem ra, ngược lại cũng nhìn không ra đến. Bây giờ người cá tộc cũng có vẻ rất bình dị gần gũi, cái gọi là ăn nhân tộc có lẽ cũng là vì đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng, từ đó đến bảo vệ mình chủng tộc một loại phương thức đi. Đêm nay người cá tộc có thể nói là xếp đặt yến hội, bố trí đủ loại mỹ thực cùng một chút thưởng thức đùa bỡn đồ vật, thế nhưng là đem Khiếu Chiến bọn hắn cho vui như điên. Liền ngay cả Tiêu Viêm đều bị rót uống nhiều mấy chén, có chút đầu váng mắt hoa, cơ hồ cả người ngư tộc tất cả mọi người tới cho bọn hắn mời rượu, đem Tiêu Viêm mấy người cho bận bịu. Vui mừng thật lâu, thẳng đến đều sức cùng lực kiệt, mới chậm rãi tiêu ngừng lại. Tiêu Viêm nhìn xem đã say bất tỉnh nhân sự mọi người, ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất, hồng hồng trên mặt đều treo cười ngây ngô, miệng bên trong còn thỉnh thoảng giống hai câu không có say uống rượu loại hình. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng cảm thấy một loại ấm áp, cùng lúc đó, Tiêu Viêm càng là kinh dị phát hiện mình giới khâu chi lực dĩ nhiên biến cường đại một điểm. Lần này đi vào hải dương màu vàng óng, Tiêu Viêm có thể nói là cho đấu đế đại lục trừ bỏ lớn nhất một cái tai họa ngầm. Từ nay về sau hải dương màu vàng óng sẽ không còn có huyết quái, không có uy hiếp, theo thời gian trôi qua đều sẽ từ từ lại lần nữa trở nên mạnh lên. Mà Tiêu Viêm giới khâu chi lực tăng cường tự nhiên là cùng này có tuyệt đối liên quan, bất quá Tiêu Viêm giờ phút này vui vẻ nhất không phải giới khâu chi lực mạnh lên, mà là nhìn thấy dạng này một cái chủng tộc, dạng này một đám người nhóm, mang theo ý cười ngủ cho, để Tiêu Viêm trong lòng dâng lên nồng đậm ấm áp. Xem ra, lựa chọn bảo hộ mảnh này giới không là ta nhất quyết định chính xác, ha ha. Tiêu Viêm cười thì thầm nói xong cũng là trùng điệp ngã xuống đất thiếp đi, gần nhất mỏi mệt cũng tại cái này một giấc bên trong tiêu tán rất nhiều. Một trận chiến này, Tiêu Viêm kinh lịch sinh tử, nhưng hiện tại xem ra lại là đáng giá. Sư phụ, ta đột phá đến đấu tiên, cũng là thời điểm cho ngài già kiêu ngạo. Tiêu Viêm cười nói, chính là đứng dậy, sau đó lớn tiếng hô, Tiêu Giao Đế Quân là ta Tiêu Viêm sư phụ. Âm thanh vang dội không ngừng dập dờn mà ra, truyền khắp hải dương màu vàng óng, truyền khắp toàn bộ đấu đế đại lục, không ít người cảm giác kỳ quái. Mà nhận biết Tiêu Viêm người lại là một mặt kinh ngạc, liền ngay cả thủ hộ thần Tiêu Vô Thiên sau khi nghe được cũng không có cách nào cười. Tiểu tử này ngược lại quả thật là cái trọng tình trọng nghĩa loại, xem ra mảnh này giới không có lẽ thật sẽ nghênh tới một cái thế giới mới tinh. Cùng lúc đó, tại rất xa xôi chỗ thật xa, trước mắt là một mảnh to lớn kim sắc bàn quay, một đạo hồn phách dừng lại ở một bên, chậm chạp không chịu tiến vào bàn quay bên trong. Nếu là Tiêu Viêm ở đây, tất nhiên nhận được, cái này hồn phách bộ dáng chính là Tiêu Giao Đế Quân. Hắn tựa hồ đợi rất lâu thật lâu, cho đến hiện tại,
Tiêu Dao Đế Quân chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ha 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 ha, đồ nhi ngoan nha, vi sư cũng yên lòng, đi. Tiêu Dao Đế Quân hồn phách cười xong, chính là vừa sải bước tiến bàn quay bên trong, hồn phách nháy mắt biến thành điểm sáng, biến mất tại kim sắc bàn quay bên trong. Cùng lúc đó, tại một chỗ nào đó, một đứa bé cũng lập tức sinh ra, đây chính là sinh tử, nhưng lại không phải luân hồi, Tiêu Dao Đế Quân đã chết, chỉ bất quá hắn hồn biến thành một cái khác mới tinh sinh linh. Mấy ngày sau, Tiêu Viêm đã ngồi xếp bằng trên Vô Úy Phương Chu, một tay kéo lấy Phệ Hồn Vương tàn hồn, một tay cầm cửu chuyển niết bàn quả, sống phóng túng về sau, cũng nên làm chính sự. Có thể thành công hay không, cũng xem chính ngươi phải chăng còn có cái kia chấp niệm. Tiêu Viêm nhìn xem quỷ ẩn tàn hồn, thở dài một hơi lẩm bẩm nói, quỷ ẩn hồn phách đã phi thường yếu đuối. Cho dù cửu chuyển niết bàn quả có thần hiệu, nhưng quỷ ẩn hồn phách quá mức yếu ớt, muốn niết bàn tái tạo thì tỷ lệ quá nhỏ. Quỷ ẩn chỉ có một lần cơ hội, nếu như quỷ ẩn thất bại, như vậy hắn tàn hồn cũng sắp tán đi, chân chính từ trên thế giới này biến mất. Tiêu Viêm đem cửu chuyển niết bàn quả cầm trong tay, dùng thiên hỏa đem thôi hóa, cho đến tạo thành như là người cá vương đồng dạng màu xanh kén. Chợt mới đưa quỷ ẩn tàn hồn chậm rãi để vào kén bên trong, Tiêu Viêm liền ở một bên nhìn xem, chờ đợi thật lâu, màu xanh kén cũng không có như là người cá vương kén như vậy. Như là trái tim đồng dạng mãnh liệt nhảy lên, mà là hoàn toàn tĩnh mịch, Tiêu Viêm nói thầm một tiếng không tốt. Gặp, Tiêu Viêm nhìn xem không có bất kỳ cái gì chấn động màu xanh kén, nếu như trái tim không có nhảy lên, nói rõ quỷ ẩn liền không thành công. Quỷ ẩn, ngươi được chịu đựng a, ngươi chấp niệm không phải mạnh như vậy a, ngươi không phải một mực tâm tâm niệm niệm tìm Vân Hinh a, hiện tại Vân Hinh nàng đang chờ ngươi, ngươi đừng từ bỏ nha. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, mặc dù biết mình lời nói cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì, nhưng hy vọng quỷ ẩn có thể cảm nhận được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu xanh kén vẫn như cũ không có động tĩnh, nửa ngày về sau, Tiêu Viêm trong mắt dần dần trở nên u ám, thở dài một hơi. Tất cả đi đến cuối cùng đồ vật, dù cho trùng sinh cũng là một lần nữa diệt vong, thật giống như tất cả cố sự sớm đã bị viết xong kết cục. Tiêu Viêm kỳ thật rất vì quỷ ẩn cảm thấy bi thương, bởi vì chấp niệm hắn từ hoàng tuyền leo ra, phần này chấp niệm, thế gian lại có bao nhiêu người. Nhưng đây chính là quy luật tự nhiên, hiển nhiên không có khả năng lại để cho quỷ ẩn đánh vỡ lần thứ hai quy tắc, cuối cùng vẫn thất bại. Tiêu Viêm đứng dậy, lại ngừng chân dừng lại một hồi lâu, nhìn chằm chằm màu xanh kén một mực nhìn lấy. Hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh, nhưng qua thật lâu, màu xanh kén vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Xem ra thật không có hy vọng. Tiêu Viêm thở dài, quay người liền muốn ly khai, vừa đi hai bước, nhưng lại ngừng lại, cúi đầu suy tư điều gì, cuối cùng, Tiêu Viêm xoay người lại, nhìn xem màu xanh kén, đi từ từ tới. Lại giúp ngươi một lần, mặc dù không biết có thể thành công hay không, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Tiêu Viêm vẫn là đi tới màu xanh kén trước mặt, bàn tay có chút nhô ra, thả ở bên trên. Chờ giới không chi lực tràn vào kén bên trong, Tiêu Viêm cảm nhận được quỷ ẩn tàn hồn đã đang dần dần tán đi. Giới không chi lực, lực lượng như vậy rất kỳ lạ, như là tiên nguyên khí giống như năng lượng, lại như cùng linh hồn chi lực, lại cao hơn cả hai. Lực lượng lại có thể thâm nhập vào quỷ ẩn tàn hồn bên trong, sau một lát, quỷ ẩn tàn hồn vậy mà bắt đầu trở nên lớn mạnh, từ đó bạo phát ra một cỗ cường đại dãy dụ trí. Tiêu Viêm hoàn toàn có thể cảm nhận được quỷ ẩn muốn sống sót cái kia cỗ cường đại chấp niệm, cỗ này chấp niệm thậm chí đều để Tiêu Viêm giật mình. Màu xanh cái nguyên bản không nhúc nhích, giờ phút này vậy mà bắt đầu nhảy lên, đồng thời còn phát ra trái tim đồng dạng nhảy lên âm thanh, nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi kéo ra bàn tay. Đã nghịch thiên mệnh, liền lại để cho ngươi nghịch một lần. Tiêu Viêm mỉm cười, đối với quỷ ẩn, tại cùng Phệ Hồn Vương chiến đấu bên trong, nếu như cuối cùng không có quỷ ẩn tương trợ, đoán chừng Tiêu Viêm đã sớm không có ở đây, lần này Tiêu Viêm cũng đem thiếu tình, xem như trả sạch. Màu xanh kén bên trong, xuất hiện một cái cuộn mình hài nhi, phảng phất như cùng ở tại trong bụng mẹ, có thể rõ ràng trông thấy có một viên cường tráng trái tim ở trong đó nhảy lên. Người cá vương cùng quỷ ẩn sự tình đều đã giải quyết, Tiêu Viêm tu hành bước chân cũng chưa dừng lại, đồng thời đại tế ti tiên đoán mặc kệ là nhân ngư tộc vẫn là long tộc, đều không ngừng tại nhắc lên. Để Tiêu Viêm trong lòng cũng canh cánh trong lòng, mặc dù biết được vận mệnh của mình phảng phất bị người an bài, nhưng tựa hồ vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng không có khả năng tận lực đi cải biến. Mà càng như vậy, Tiêu Viêm càng nghĩ làm rõ ràng sự tình nguyên do, đại tế ti là người phương nào, cái này cái gọi là tiên đoán lại là từ đâu mà lên. Đại tế ti để Tiêu Viêm nhất định phải đi một chuyến nghịch linh viện, cái kia nghịch linh viện hẳn là ngay tại di tích bên trong. Tiêu Viêm cũng dự định tại cứu được người cá vương cùng quỷ ẩn về sau, liền muốn xuất phát đi một chuyến di tích, bằng không thì long tộc đoạt trước tiến vào, vậy liền lúng túng. Tiêu Viêm cả sửa lại một chút, bất quá lần này Tiêu Viêm muốn mang lấy cả chiếc Vô Úy Phương Chu toàn bộ đều đi di tích, bây giờ không có huyết quái, cũng liền không có trực tiếp uy hiếp, trong di tích mọi người nếu là có thể đều có thể từ trong đó thu hoạch được một chút tạo hóa, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Tiêu Viêm cáo biệt Thiên Ngưng, tại người cá tộc tiễn biệt phía dưới, Vô Úy Phương Chu chậm rãi dâng lên. Rời đi người cá tộc vòng phòng hộ, lại lần nữa tiến vào hải dương màu vàng óng bên trong, hướng phía di tích bay đi. Vô Úy Phương Chu tốc độ so với số 1 hạm giao long hào muốn hơi chậm hơn một chút.
Bất quá cũng là hơn 10 ngày chính là có thể đạt tới di tích, rời đi người cá tộc, mọi người lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Tiêu Viêm trong khoảng thời gian này, trừ chăm sóc quỷ ẩn màu xanh kén bên ngoài, lại bắt đầu không ngừng luyện hóa ra nồng đậm đế chi nguyên khí. Tiêu Viêm là tùy thời đều duy trì vô ý phương chu vòng phòng hộ bên trong đế chi nguyên khí mức độ đậm đặc, chí ít để mọi người tốc độ tu luyện đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Lần này, Lam Côn Kình cũng theo vô ý phương chu theo một đoạn thời gian, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt có chút kiêng kỵ. Nhưng chậm rãi phát hiện Tiêu Viêm đối bọn chúng tựa hồ cũng không có địch ý, một lớn một nhỏ hai con Lam Côn Kình, theo phương chu bơi trung động, phát ra vui sướng tiếng kêu to. Bọn chúng cũng bị huyết quái nhóm ức hiếp thật lâu, bây giờ huyết quái đã trừ, rốt cuộc không có nỗi lo về sau, mà bọn hắn hiện tại là tại đối với Tiêu Viêm tỏ ý cảm ơn. Tiêu Viêm nhìn xem hai con Lam Côn Kình, cũng là nổi lên tiếu dung, giờ phút này cảm giác cho chúng nó còn thật đáng yêu. Trong hải dương bốn phía đều không có huyết quái bóng dáng, cho dù có lưu lại mấy cái kia cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, đã không đủ gây sợ, tùy tiện đều có thể đủ diệt sát. Trên đường đi, Tiêu Viêm phát hiện có không ít dân tộc thủy thân ảnh chậm rãi xuất hiện, huyết hoàng bị diệt sát tin tức đã nhanh chóng tại hải dương màu vàng óng bên trong truyền ra. Những đã từng kia bị huyết quái nhóm uy hiếp không thể không tránh né dân tộc thủy, bọn chúng cũng rốt cục có thể trở lại cương thổ của mình, nặng về nhà mình vườn. Đấu đế đại lục tại Tiêu Viêm mấy đợt thế công dưới, đầu tiên là tiêu diệt phệ hồn vương, bây giờ lại tiêu diệt một cái đấu tiên thực lực huyết hoàng. Bây giờ đấu đế đại lục đã không có ngoại lai địch nhân, kế tiếp phải đối mặt liền là đến từ huyết thần giới cường địch. Chỉ cần chống nổi lần này, đấu đế đại lục hẳn là liền có thể tu sinh dưỡng tức, tạm thời không có nguy cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huyết thần giới đã không có coi đấu đế đại lục là thành cái đinh trong mắt. Bây giờ đấu đế đại lục coi như Tiêu Viêm đột phá đến đấu tiên thực lực, đó cũng là một cái không có uy hiếp giới không. Huyết thần giới mới vừa vặn chiếm cứ một trong đó chờ giới không danh ngạch, căn cơ còn bất ổn. Cũng tạm thời sẽ không đang xuất thủ những giới khác không, mà khoảng thời gian này cũng vừa vặn cho Tiêu Viêm thành thời gian dài. Bất quá Tiêu Viêm lại còn không biết được bây giờ đấu đế đại lục tình cảnh, nhưng dưới mắt chỉ có chức xử lý đến tự huyết thần giới địch người mới được. Số thời gian 10 ngày, trên vô ý phương chu rất nhanh liền vượt qua, khiêu chiến tại người cá tộc là vớt không ít nguyên liệu nấu ăn. Lại làm ra không ít trò mới, mỹ vị đồ ăn tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt, bao quát Tiêu Viêm, đồ ăn ngon luôn luôn khó mà ngăn cản dụ hoặc. Dù là thân thể cũng không cần, nhấm nháp mỹ thực cũng chẳng qua là thành mọi người một loại giải trí. Di tích biên giới chậm rãi xuất hiện, vô ý phương chu tốc độ cũng chậm lại. Tiêu Viêm rất nhanh liền phát hiện di tích biên giới có bóng người, cái này khiến Tiêu Viêm cau mày, hẳn là còn có huyết quái. Tiêu Viêm nghi ngờ một chút, vô ý phương chu chậm rãi ngừng lại, Tiêu Viêm liền để tất cả mọi người trước đợi trên thuyền, hắn một người một mình trước đi điều tra một chút. Các ngươi là người phương nào? Tiêu Viêm nhìn trước mắt hai thân ảnh, hai đạo thân ảnh kia nghe tiếng sau lập tức dừng lại, chính là hướng phía Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, cũng không có địch ý, mà là tràn đầy tôn kính chí. Đại nhân, chúng ta chính là Long tộc, Long hoàng mệnh chúng ta chuyên tới để chờ đại nhân không đến, chúng ta Long tộc cũng sẽ không tiến vào di tích. Hai người chính là hướng Tiêu Viêm rất cung kính nói, ngược lại để Tiêu Viêm sững sờ, chợt cười, Tiêu Viêm vốn cho rằng Long tộc sẽ đoạt trước tiến vào di tích thu hết. Bất quá dưới mắt, Long hoàng dĩ nhiên chuyên môn mệnh người thủ hộ, ngược lại để Tiêu Viêm rất là ngoài ý muốn. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi xem như tới. Lúc này một đạo cười mở cười tiếng vang lên, Long hoàng thân ảnh chậm rãi nổi lên, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Long hoàng, Tiêu Viêm cũng có lễ phép ôm quyền, lần này Long hoàng làm ra, ngược lại để Tiêu Viêm có chút lau mắt mà nhìn, có thể khi Long tộc hoàng, cái kia tất nhiên đều không phải người bình thường. Hậu sinh khả úy nha, Tiêu Viêm huynh đệ bây giờ đã là đấu đế đại lục người thứ nhất, quả thực cường đại nha. Long hoàng nhìn thấy Tiêu Viêm, hoàn toàn không có giá đỡ, có lẽ cũng là bởi vì Tiêu Viêm thực lực cường đại nguyên nhân đi. Chỉ có chính mình thực lực chân chính mạnh lên, mới sẽ có được tôn trọng, vô luận chỗ nào đều là giống nhau. Long hoàng quá khen, may mắn không làm nhục mệnh, cũng là nhận ủy thác của người, chúng ta cũng đồng thời đấu đế đại lục con dân, diệt trừ đối lập cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Viêm khẽ cười nói, Long hoàng cho Tiêu Viêm cảm giác cũng như người hoàng như vậy, cho người ta một loại thâm bất khả chắc cùng lão luyện cảm giác, Tiêu Viêm đang khi nói chuyện cũng lộ ra bình tĩnh một chút. Ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên nha, chắc hẳn trong di tích tất nhiên có Tiêu Viêm huynh đệ muốn đồ vật a. Ta sớm đã sai người canh chừng, bảo đảm Tiêu Viêm huynh đệ chỗ tìm đồ vật có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại. Long hoàng chậm rãi nói, Tiêu Viêm ngược lại là vô vị cười, trong lòng thầm nghĩ, cái này giả Long hoàng vừa nói như vậy, hiển nhiên là muốn để Tiêu Viêm thiếu hắn một cái ân tình, lấy Tiêu Viêm tâm cơ tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra được. Cái kia đa tạ Long hoàng, không dối gạt Long hoàng, di tích này bên trong thật có thứ ta muốn, bất quá hiện tại di tích này cũng coi là vô chủ địa bàn. Có thể ở trong đó thu hoạch được cơ duyên gì cũng hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân, ngược lại để tiền bối có lòng. Tiêu Viêm cung kính hồi đáp, đã Long hoàng nói được như thế, Tiêu Viêm cũng liền thuận nước đẩy thuyền, ân tình này Tiêu Viêm cũng không muốn thiếu. Cái kia đa tạ Long hoàng, không dối gạt Long hoàng, di tích này bên trong thật có thứ ta muốn, bất quá hiện tại di tích này cũng coi là vô chủ địa bàn. Có thể ở trong đó thu hoạch được cơ duyên gì cũng hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân,
ngược lại để tiền bối có lòng. Tiêu Viêm cung kính hồi đáp, đã Long Hoàng nói được như thế, Tiêu Viêm cũng liền thuận nước đẩy thuyền, ân tình này Tiêu Viêm cũng không muốn thiếu. Long Hoàng nghe vậy, ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên, bất quá chợt chính là cười cười, xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Long Hoàng hiện tại xem như biết muốn chiếm Tiêu Viêm tiện nghi thế nhưng là không dễ dàng nha. Trước đó Long Hoàng mặc dù ra tay trợ giúp qua Tiêu Viêm, nhưng là cuối cùng Tiêu Viêm ngược lại cứu được bọn hắn, sở dĩ song phương cũng coi là không ai nợ ai. Long Hoàng cứu được Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng thay bọn hắn giải quyết hết huyết hoàng, đổi cái góc độ nghĩ cũng tương đương với báo ân, sở dĩ coi như ai cũng không nợ ai. Long Hoàng, đã nếu không có chuyện gì khác, chúng ta liền tiến vào di tích, mảnh này khổng lồ di tích. Mặc dù trước đó một mực bị huyết quái chiếm hữu, bất quá bọn hắn cũng không thể hấp thu đấu đế đại lục đồ vật. Cũng may mắn có bọn chúng chiếm lĩnh mới không có bị khác chủng tộc nhanh chân đến trước, cũng coi như nhân họa đắc phúc, hẳn là còn có thể lưu lại không ít bảo bối. Tiêu Viêm khẽ cười nói, Long Hoàng nghe xong cũng là cười gật gật đầu. Tiêu Viêm huynh đệ nói đúng lắm, đã Tiêu huynh đệ cũng không để ý, như vậy chúng ta Long tộc cũng phải thật tốt đem lần này cơ duyên. Chờ sự tình xong về sau, Tiêu Viêm huynh đệ nhất định phải tới Long tộc làm khách. Ta Long tộc trên dưới chắc chắn hảo hảo chiêu đãi mọi người. Long Hoàng giờ phút này xem như thật đối với Tiêu Viêm chịu phục, nhưng bất quá nhưng lại không có cái gì ác ý, Long Hoàng làm như vậy tự nhiên là nghĩ lôi kéo Tiêu Viêm dạng này cường giả. Dạng này đối với Long tộc về sau phát triển tự nhiên là có chỗ tốt, chẳng qua hiện nay Tiêu Viêm không lĩnh tình, Long Hoàng cũng không có cách nào. Tiêu Viêm tính cách lại làm cho Long Hoàng càng ngày càng hiếu kỳ, cái này Tiêu Viêm đến tột cùng là người như thế nào, mặc dù bây giờ hắn Long Hoàng thực lực xác thực không bằng Tiêu Viêm. Thế nhưng là Long tộc dù sao cũng là cái lịch sử lâu đời chủng tộc, nội tình ở nơi đó, cùng Long tộc giao hảo hắn Tiêu Viêm cũng không tính thua thiệt a. Đa tạ Long Hoàng hảo ý, bây giờ sự tình huống nguy cấp, tiếp qua mấy trăm năm, từ huyết thần giới tới địch nhân liền sẽ đến đấu đế đại lục. Đến mức người đến thực lực gì bây giờ còn chẳng biết, ta còn phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được, không người lấy bây giờ đấu đế đại lục căn bản không phải đối thủ. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, Long Hoàng nghe vậy về sau lông mày cũng nhíu, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Huyết thần giới, chính là cái kia huyết tẩy đấu đế đại lục giới không? Long Hoàng trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, tựa hồ cũng biết được huyết thần giới cùng thiên địa hạo kiếp sự tình. Long Hoàng cũng biết được huyết thần giới sao? Tiêu Viêm nghi ngờ nói, bởi vì huyết thần giới cái tên này, trên đấu đế đại lục biết được cũng không có nhiều người. Biết được thiên địa hạo kiếp nguyên nhân thực sự đã ít lại càng ít, bởi vì đại bộ phận đều đã bị giết sạch, biết cái kia một bộ phận lịch sử chỉ có một phần rất nhỏ người. Biết, làm sao không biết, ta hận không thể đưa chúng nó toàn bộ đều diệt tuyệt. Xem ra Tiêu Viêm huynh đệ hẳn là cũng biết thiên địa hạo kiếp sự tình đi. Long Hoàng cười khổ nói, xem ra hắn không chỉ có biết, hơn nữa còn biết rất nhiều chi tiết. Huyết thần giới sự tình vừa mới bắt đầu, bọn chúng đã từng đối với đấu đế đại lục làm ra qua hết thảy, ta tất nhiên muốn bọn chúng gấp bội hoàn trả. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nói lúc này, Long Hoàng kéo lại Tiêu Viêm tay, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt đều tràn đầy kiên định, thần sắc đều đang run rẩy. Tiêu Viêm huynh đệ, báo thù này lúc, có thể hay không đem ta cũng mang lên. Long Hoàng thân âm đều đang run rẩy, giờ phút này ở trên người hắn đã hoàn toàn không có Long Hoàng nên có tư thái. Chỉ là một cái bị hủy gia viên người muốn đem địch nhân chém thành muôn mảnh người bình thường. Long Hoàng, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, ta bây giờ thực lực mặc dù đã đạt tới đấu tiên, nhưng so với huyết thần giới loại kia quái vật khổng lồ, đoán chừng đấu tiên thực lực khắp nơi đều có. Nếu là muốn báo thù còn có một quãng đường rất dài muốn đi, mà lại đoạn này đường phi thường hung hiểm, chỉ sợ không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tiêu Viêm thở dài một hơi chậm rãi nói, Long Hoàng nắm chặt Tiêu Viêm tay, cả người càng kích động. Tiêu Viêm huynh đệ, ta không sợ chết, năm đó phát sinh chuyện này lúc ta cũng mới vừa vặn trưởng thành. Ta tận mắt nhìn thấy những quái vật kia, đem cha mẹ ta sát hại, người nhà của ta toàn bộ đều bị giết chết, chỉ còn lại thực lực hèn mọn ta may mắn đào thoát. Ta vẫn luôn tại toàn lực tu luyện, trải qua số thời gian vạn năm nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tấn cấp đầu tiên. Ta lúc đầu sớm đã tuyệt vọng, nhưng từng có đại tế ti có một cái tiên đoán, lời tiên đoán này nhân vật chính là ngươi, Tiêu Viêm huynh đệ. Long Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, lại như đang nhớ lại năm đó thảm trạng, lúc này hai mắt tràn ngập tơ máu. Đó có thể thấy được quyết tâm của hắn, Tiêu Viêm trong lòng mềm nhũn, chàng hạo kiếp kia, huyết thần giới cơ hồ chu diệt toàn bộ đấu đế đại lục cao thủ. Mà Tiêu Viêm chỉ là tại huyễn cảnh thấy, mà Long Hoàng lại là tự mình trải qua, sở dĩ cừu hận của hắn so Tiêu Viêm càng nóng lòng, hắn mới thật sự là từ trong biển máu leo ra. Từ thiên địa hạo kiếp người còn sống sót cơ bản lác đác không có mấy, thực lực tương đối cao người toàn bộ bị chết sạch, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể cảm nhận được Long Hoàng muốn vội vàng báo thù tâm tình. Nhìn xem Long Hoàng ánh mắt kiên nghị, Tiêu Viêm cũng vì đó động dung, đoàn đội của hắn bên trong ngoại trừ chính hắn thực lực đạt đến đấu tiên. Những người khác vẫn chỉ là 8 sao đấu đế, mà Long Hoàng thực lực cũng đạt tới 9 sao hậu kỳ. Thực lực thế này, nếu là gia nhập Tiêu Viêm đoàn đội, cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Long Hoàng, ngươi thật muốn gia nhập chúng ta đoàn đội sao? Tiêu Viêm chăm chú nhìn Long Hoàng, bởi vì Long Hoàng bây giờ đại biểu không phải cá nhân hắn không thể hành động theo cảm tính, bởi vì ở sau lưng của hắn còn có Long tộc. Hắn như vừa đi,
Long tộc chính là rắn mất đầu, Long Hoàng nếu chỉ là dựa vào một cỗ nhiệt huyết mà không để ý Long tộc, chỉ sợ không ổn. Tiêu Viêm huynh đệ, nếu là ngươi nguyện ý để ta gia nhập, từ nay về sau ta lợi dụng ngươi cầm đầu. Long Hoàng lui ra phía sau hai bước, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Tiêu Viêm trước mặt, như thế để Tiêu Viêm giật mình, lập tức đỡ dậy Long Hoàng. Long Hoàng có được 9 sao đấu đế thực lực, nếu là có thể gia nhập đội ngũ của ta, cũng coi là cái không tệ chiến lực. Ta tự nhiên là hy vọng Long Hoàng gia nhập, nhưng là Long Hoàng gánh vác Long tộc chức trách lớn, ngươi như đi, Long tộc làm sao bây giờ? Tiêu Viêm nhìn thấy Long Hoàng như thế có thành ý, liền cũng đem trong lòng lời nói ra. Nếu là Tiêu Viêm huynh đệ để ta gia nhập, Long tộc ta tự nhiên có biện pháp, từ hôm nay trở đi ta liền thoái vị. Lại lần nữa tuyển ra tân nhiệm Long Hoàng, mà đấu đế đại lục bây giờ cũng lại không đại loạn, sở dĩ tạm thời không cần lo lắng. Long Hoàng chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, sau đó đối với Long Hoàng đưa bàn tay ra. Long Hoàng thấy thế, có chút ngẩn người, chợt lập tức minh bạch tới, sau đó nắm thật chặt Tiêu Viêm tay, trong mắt tinh mang lấp lóe. Ha ha, đã như vậy vậy ta cũng chỉ phải hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, từ nay về sau chúng ta liền là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Tiêu Viêm khẽ cười nói, Long Hoàng nghe xong sắc mặt đại hỉ, hắn tựa hồ chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, hắn muốn báo thù, vô cùng bức thiết muốn báo thù. Nhưng lấy năng lực của hắn căn bản là không có cách làm được, nhưng thẳng đến Tiêu Viêm xuất hiện, trong dự ngôn người này xuất hiện, hắn thấy được hy vọng. Vững tin nam nhân trước mắt này có lẽ thật sự có thể làm được hắn làm không được sự tình, sở dĩ hắn nguyện ý đánh cược hết thảy, dù là mất mạng cũng sẽ không tiếc. Lão đại, Long Hoàng lập tức kêu lên, Tiêu Viêm nghe nói lập tức tức sạm mặt lại. Khụ khụ, nếu là không chê gọi ta Tiêu thiếu lập tức, dù sao bọn hắn đều là gọi như vậy. Tiêu Viêm ngượng ngùng nói, Long Hoàng dù sao cũng coi như trưởng bối, gọi hắn nan giải miễn cảm thấy có chút băn khoăn. Gọi Tiêu thiếu tốt, tốt, Long Hoàng đáp ứng gật gật đầu, chợt, Tiêu Viêm để Tiểu Hồng khống chế vô ý Phương Chu chậm rãi đi vào di tích. Đi thôi, mang ngươi quen biết một chút đồng bọn của chúng ta, mặc dù trước ngươi đều có từng thấy. Hiện tại ngươi cũng coi như chính thức gia nhập chúng ta. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Long Hoàng nhìn thấy cái này khổng lồ Phương Chu, đen nhánh thân thuyền giống như thép như sắt thép. Tản mát ra một loại không thể phá vỡ cảm giác, Long Hoàng tại Tiêu Viêm dẫn dắt phía dưới, đi tới vô ý Phương Chu bong tàu bên trên. Tiêu Viêm kêu gọi để mọi người toàn bộ đều tụ tập tới, tất cả mọi người bị Long Hoàng hấp dẫn, hiếu kỳ đánh giá Long Hoàng. Kỳ thật Long Hoàng bộ dáng nên tính là nam tử trung niên, nhìn hơi lão thành, trên đầu có hai cái nhỏ sừng thú, sợi tóc cuộn lại từ kim quan, Long Hoàng đầu tiên là đối với mọi người ôm quyền. Cho mọi người giới thiệu một chút, đây là Long Hoàng, có được 9 sao hậu kỳ thực lực cường đại, từ nay về sau chính là huynh đệ của chúng ta. Tiêu Viêm cho mọi người giới thiệu nói, mọi người nghe xong tất cả giật mình, bởi vì Long tộc từ xưa đến nay đều là rất cao ngạo chủng tộc. Cơ hồ sẽ không vì nhân thủ dưới, Long Hoàng, chính là Long tộc Hoàng, dĩ nhiên gia nhập Tiêu Viêm đoàn đội, cái này khiến mọi người làm sao không kinh ngạc. Hắc hắc, ngươi tốt, ta gọi Khiếu Chiến, mặc dù chúng ta còn không quen, nhưng là còn nhiều thời gian, về sau chúng ta chính là đồng bạn. Khiếu Chiến hào phóng nhất, trước hết nhất đi tới, sau đó vươn tay ra, Long Hoàng thấy thế, ngẩn người, sau đó cũng hào phóng vươn tay cùng Khiếu Chiến nắm cùng một chỗ. Ngươi tốt, ta gọi Phong Bạo. Ngươi tốt, ta gọi Nam Nhĩ Minh. Ngươi tốt, ta gọi Thanh Mộc Nhi, ta là Tiêu Viêm thế tử. Ngươi tốt, ta gọi Chân Ni, ta cũng là Tiêu Viêm thế tử. Sau đó mọi người cũng không hề tiếc rẻ sắc vươn tay từng cái cùng Long Hoàng tay giao ác. Có đôi khi duyên phận thứ này thật rất kỳ diệu, không hiểu thấu để một đám xa lạ người tiến tới cùng nhau, trải qua chẳng qua thời gian tôi luyện sống nương tựa lẫn nhau, đồng sinh cộng tử. Dù là đối với mới tới đồng bạn đều có cộng đồng ăn ý, một khi tán đồng, chính là cả đời. Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni hai nữ tử, tại mọi người bên trong, bộ dáng tất nhiên là tuyệt đỉnh, Long Hoàng thấy thế. Lặng lẽ đánh giá hai nữ, lại không khỏi nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong giờ phút này càng thêm ghen tị Tiêu Viêm. Vô ý Phương Chu bên trên đám người đều nhao nhao giống Long Hoàng nói lấy bọn hắn trong đó ai ai tai nạn xấu hổ, hoặc là giữa bọn hắn phát sinh chuyện thú vị, Long Hoàng cũng đều nhất nhất đáp lại. Mọi người về sau đừng gọi ta Long Hoàng, gọi ta Long Thế Thiên liền có thể, về sau chúng ta chính là người một nhà. Long Hoàng thấy mọi người đối với hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cách, hắn cũng hào phóng. Từ ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau hắn nhìn ra cái đoàn đội này bên trong mỗi người đều chung đụng rất hòa hài, bầu không khí phi thường hòa ái, mỗi người quan hệ trong đó đều rất tốt, trừ Từ Ảnh. Để hắn cảm giác được một loại bi quan chán đời lạnh lùng, cái khác đều rất nhiệt tình, thật giống như người một nhà, mà người nhà cái từ này đối với hắn mà nói là xa xỉ nhất. Tiêu Viêm quả nhiên không có để hắn thất vọng. Long Thế Thiên, hắc hắc, Long Ý, về sau chúng ta nơi này, họ Long liền không chỉ ngươi một người. Khiêu Chiến cười nói, Long Ý cũng là móp méo miệng, mặc dù Long Ý là thiên địa linh vật, nhưng là cũng là hấp thụ Long tộc tinh hoa mới đã thành dài, từ một loại khác góc độ nói, Long Ý cũng cùng Long tộc không nhỏ nguồn gốc. Hắn rất đặc biệt, trên người hắn có Long tộc khí tức, nhưng cũng không phải Long tộc. Long Thế Thiên nhìn xem Long Ý, cũng là hiếu kỳ đánh giá, sau đó nói. Long Ý đản sinh tại Lôi Hải, sinh ra hình thể giống như rồng,
hẳn là cũng xem như nửa cái Long tộc đi. Tiêu Viêm cười nói, Long Thế Thiên cũng là ngạc nhiên, vươn tay ra dò xét Long ý thân thể. Thật sự là thần kỳ, lại còn có như vậy linh vật, đồng thời còn phát triển đến dạng này cấp độ, khi thật là khủng bố à. Long Thế Thiên sợ hãi than nói, thiên địa linh vật cũng không ít, nhưng là chân chính có thể trưởng thành lại là số ít. Có được rất cao linh trí cũng không nhiều, giống Long ý dạng này tồn tại đã là nghịch thiên. Sau này có cơ hội ta dẫn ngươi đi Long tộc có một vũng long huyết ao, long huyết này ao đã lắng đọng ngàn vạn năm. Nói không chừng còn có thể tìm được một bộ long tích xương, thoát ly linh thể chi thân, có được long tộc chi thể, đối với ngươi tu luyện về sau hẳn là sẽ càng tốt hơn. Long Thế Thiên nhìn xem Long ý nói, có lẽ là bởi vì Long ý có long tộc khí tức, sở dĩ Long Thế Thiên đối với Long ý cảm giác càng thân thiết hơn một chút. Long ý, ngươi thất thần làm gì, thế mà có chuyện tốt bực này, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Thế Thiên. Long ý tựa hồ không có kịp phản ứng, bị Tiêu Viêm nói, lúc này mới lập tức cười ngây ngô hai lần. Tạ ơn Thế Thiên đại ca, Long ý ôm quyền nói. Long Thế Thiên nhìn thấy Long ý hàm hàm bộ dáng cũng là cười cười. Cái kia Thế Thiên, lần này chúng ta liền muốn đi vào di tích, ngươi là có hay không cũng phải theo chúng ta cùng nhau đi vào. Tiêu Viêm quay đầu hỏi, bây giờ Long Thế Thiên vẫn là Long Hoàng thân phận, sở dĩ còn không có hoàn toàn trở thành tự do thân. Thân là Long Hoàng đầu tiên muốn vì Long tộc cân nhắc, bằng không thì liền đảm đương không nổi cái này Long Hoàng tên, Tiêu Viêm chính là dò hỏi. Long Thế Thiên suy tư một chút, mới nói ra, Tiêu Thiếu, các ngươi đi đầu đi vào đi, trong di tích có một phiến khu vực là đã từng Long tộc lưu lại. Ta muốn mang lấy tộc nhân đến đó, nói không chừng có thể thu hoạch được các lão tổ lưu lại cơ duyên tạo hóa, chuyến này ta liền tạm thời không đồng hành, thật có lỗi. Bất quá ta chỗ này có một phần di tích địa đồ, nghĩ đến hẳn là đối với các ngươi có không ít tác dụng. Long Thế Thiên nói xong liền lấy ra một phần tàn tạ gấm lụa, phía trên lần lượt ghi rõ trong di tích trọng yếu lộ tuyến cùng vị trí. Bất quá bởi vì thời gian xa xưa, có nhiều chỗ đã mơ hồ, đại khái phương hướng vẫn là thấy rõ ràng, Tiêu Viêm lập tức cầm qua địa đồ. Trước đó vẫn luôn đang lo lắng việc này, bởi vì di tích so với Cự Hy Thành đến nói lớn nhỏ đều không kém cỏi chút nào. Như thế lớn địa phương nếu là không có địa đồ, khẳng định phải túi không ít vòng tròn, không nghĩ tới Long Hoàng nơi này lại còn có di tích địa đồ. Không có việc gì, ngươi thân phận bây giờ vẫn là Long Hoàng, đối với gia tộc phụ trách là ngươi nên gánh chịu, ngươi đi trước đi, bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt, nếu là việc gấp liền cho ta biết. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, sau khi nói xong liền cho Long Thế Thiên một khối ngọc thạch. Chỉ cần đem bóp nát về sau Tiêu Viêm liền biết được phương vị của hắn. Long Thế Thiên nói lời cảm tạ về sau, liền rời đi trước Vô Úy Phương Chu. Đi thôi, chúng ta cũng nhanh tiến vào di tích. Nhìn xem Long Hoàng rời đi về sau Tiêu Viêm cũng nói, Vô Úy Phương Chu liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, trong tay Tiêu Viêm cầm Long Hoàng đưa cho địa đồ, chính nghiêm túc ngắm nghía. Nghịch Linh Viện, tại phía đông, Vô Úy Phương Chu hướng phía di tích phía đông chậm rãi tiến lên, tất cả mọi người hiếu kỳ ghé vào thuyền xuôi theo. Nhìn phía dưới di tích, như vậy khổng lồ thành thị, bây giờ đã kinh biến đến mức là mục nát cùng rách nát, nhưng mặc dù như thế, vẫn là cho người ta hiện ra một loại thị giác bên trên rung động, có thể tưởng tượng năm đó thiên địa hạo kiếp trước đấu đế đại lục đến tục cùng đến cỡ nào phồn hoa. Năm đó Cự Hy Thành cũng là tồn tại, nhưng Cự Hy Thành vào lúc đó cũng không phải là đệ nhất thành thành phố, mà chân chính đệ nhất thành thành phố là tại dưới chân bọn hắn khu di tích này. Tên lúc ấy gọi Thánh Thành, chính là đấu đế đại lục lớn nhất thành thị phồn hoa nhất, cũng hội tụ đấu đế đại lục vô số cường giả. Nơi này lỗ sâu đều đã không thể dùng, nghĩ phải nhanh chóng chuyển di rất phiền phức nha. Tiêu Viêm cau mày, di tích đều bị nước biển bao vây. Mọi người muốn xuống biển, Tiêu Viêm cũng nhất định phải dùng giới khâu chi lực bảo vệ bọn hắn mới được. Tiêu Viêm mục tiêu là Nghịch Linh Viện, nhưng đối với mọi người tới nói, đi Nghịch Linh Viện ngược lại là có chút lãng phí thời gian. Ở trung tâm có cái linh đài, hẳn là đây cũng là thuộc về truyền tống trận pháp. Tiêu Viêm kinh dị nhìn lấy địa đồ, bởi vì cái này linh đài mặt ngoài ghi chú rất nhiều địa danh, tại Cự Hy Thành lỗ sâu cũng đồng dạng có một dạng đánh dấu. Nếu là còn không có hoàn toàn bị hủy diệt, ngược lại là có thể để mọi người tiết kiệm không ít thời gian, mau chóng tại trong di tích tìm kiếm cơ duyên. Thiết Khiếu Hổ tộc, Khiếu Chiến, ngươi có thể đi nơi này nhìn xem, nói không chừng có thể có thu hoạch. Ma tộc, Mộc Nhi, ngươi liền đi nơi này là đã từng ma tộc nghỉ lại chi địa. Kiếm Thần Cốc, Phong Bạo, đi nơi này, nói không chừng có đồ vật thích hợp ngươi. Tiêu Viêm ngược lại là nhìn trên bản đồ đến không ít địa danh, bất quá, dù sao trải qua thời gian lâu như vậy, cũng không biết còn tồn không tồn tại. Hiện tại di tích cơ hồ chẳng khác nào là một cái tử thành, cũng không tồn tại nguy hiểm có thể nói, sở dĩ Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều lo lắng. Buông tay để bọn hắn lớn mật đi xông xáo một phen, có thể tìm được thích hợp cơ duyên của mình tự nhiên là tốt hơn. Nghịch Linh Viện đến, ta liền đi trước, các ngươi đều phải cẩn thận, bất quá trong di tích hẳn là không có quá lớn nguy hiểm. Nếu là có tình huống khẩn cấp lập tức cho ta biết, không có 8 sao thực lực đều trên Vô Úy Phương Chu tiếp tục tu luyện đi. Tiêu Viêm an bài nói, tất cả mọi người gật gật đầu, chờ Tiêu Viêm dùng giới khâu chi lực bao khỏa mọi người. Cái này giới khâu chi lực có thể bảo hộ mọi người không bị nước biển ăn mòn, nhưng lại là nhìn bằng mắt thường không gặp, xem như một kiện ẩn hình vòng phòng hộ. Tiêu Viêm biểu hiện ngược lại là tuyệt không lo lắng mọi người, sau khi nói xong,
chính là trực tiếp rời đi vô ý phương chu. Đến mức những người khác, có thể tại trong di tích tìm được cơ duyên gì, liền xem chính bọn hắn vật khí. Đại tế ti tiên đoán một mực quấn quanh lấy Tiêu Viêm, từ đầu đến cuối để Tiêu Viêm trong lòng có nghi vấn, sở dĩ Tiêu Viêm quyết định chính mình đi để lộ bí ẩn này để. Đại tế ti đến tột cùng đến từ chỗ nào, đồng thời còn biết được nhiều như vậy liên quan tới Tiêu Viêm sự tình, Tiêu Viêm cũng muốn tìm tòi hư thực. Tiêu Viêm rời đi vô ý phương chu, chậm rãi hướng đáy biển chìm xuống dưới, bốn phía mọc ra một chút phát ra nhàn nhạt quang mang tảo biển, miễn cưỡng có thể thấy rõ chung quanh vị trí hoàn cảnh. Nước biển đem kiến trúc ăn mòn đã có thể dùng thương tích đầy mình để hình dung, cơ hồ không có một tòa tốt kiến trúc, toàn bộ hoàn toàn thay đổi. Bất quá nơi này đường đi lại đều còn rất rõ ràng, Tiêu Viêm thân hình chậm rãi đứng tại trên đường phố, đi về phía trước mấy bước. Có một cái to lớn bảng hiệu nghiêng nghiêng treo, lờ mờ thấy rõ trên đó viết Nghịch Linh Viện ba chữ to, nhưng nhan sắc sớm đã rút đi, phía trên mọc đầy nước thực vật. Đại môn song sắc cũng đã hoàn toàn hư thối, Tiêu Viêm chính là chậm rãi lơ lửng bay vào. Dày đặc sống dưới nước thực vật cơ hồ là đem nơi này hoàn toàn trang sức một lần, đem đã từng bộ dáng hoàn toàn bao trùm. Chung quanh yên tĩnh đáng sợ, bốn phía đều là một mảnh đen kịt, như là quỷ thành, không có nửa điểm sinh khí. Thỉnh thoảng còn có trận trận lạnh lưu gào thét, sẽ làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại bất an cảm giác. Nơi này, tốt giống cái gì đều không có nha. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực cảm ứng một chút, tiếp tục hướng Nghịch Linh Viện bên trong tiến vào, thẳng cho tới quảng trường. Bốn phía đại bộ phận đều là đen kịt một màu, chỉ có một ít hải sinh thực vật phát ra quang mang nhàn nhạt, hào quang nhỏ yếu lộ vẻ càng thêm thanh lãnh. Mà tại trên quảng trường, mơ hồ trông thấy một cái cự đại hình cầu, bất quá giờ phút này hình cầu bên trên cũng là hiện đầy tảo biển. Thấy không rõ bản thân bộ dáng, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là khẽ quét mà qua, cũng không có để ý, coi là chỉ là một cái vật phẩm trang sức. Bỗng nhiên một tiếng giòn minh, to lớn hình cầu lóe ra hào quang màu xanh lam, cùng lúc đó, cảm thấy một cỗ mạnh lưu đem to lớn hình cầu bên trên tảo biển toàn bộ đều xông cách, lộ ra hình cầu chân chính bộ dáng. Tiêu Viêm giật mình, lập tức tinh thần tỉnh táo, xoay người nhìn thấy khối cầu này, đột nhiên có một loại nhìn rất quen mắt cảm giác. Tiêu Viêm gặp qua, chính là trước kia tại cự bụng ma cá bên trong, đại tế ti nơi đó đồng dạng thủy tinh cầu. Tinh không chi nhãn, Tiêu Viêm sợ hãi than nói, cái này tinh không chi nhãn cùng đại tế ti gần như giống nhau, duy nhất khác biệt chính là cái này tinh không chi nhãn thể tích muốn lớn rất nhiều. Thật là lớn tinh không chi nhãn. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn sang thời điểm, chính là cảm giác linh hồn của mình đều bị hút giật vào, lập tức lắc lắc đầu ổn định tâm thần, mới không có bị hút vào. Thật quỷ dị đồ vật, cái đồ chơi này thật sự có thể nhìn trộm tương lai sao? Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, sợ hãi than nói. Tiêu Viêm đến gần tinh không chi nhãn, ẩn chứa trong đó ngàn vạn tinh thần, nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này ngàn vạn tinh thần có quy luật tổ hợp lại với nhau, tạo thành một con mắt. Lại lần nữa đến gần thời điểm, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp xả lực, đem hắn lập tức hấp xả tiến tinh không chi nhãn bên trong, Tiêu Viêm lập tức giật mình. Lập tức phấn khởi phản kháng, bất quá vô luận Tiêu Viêm như thế nào phản kháng, từ đầu đến cuối cảm giác chính mình lâm vào một cái vòng xoáy bên trong, chính mình căn bản là không có cách tránh ra. Tiêu Viêm cảm thấy một trận mê muội cảm giác, và lại, Tiêu Viêm trước mắt xuất hiện rất nhiều đứt quãng hình tượng trong tấm hình. Tiêu Viêm bàn tay vuốt ve nghiệm ma thạch bia, ngây thơ khuôn mặt nhỏ mang theo không cam lòng, nhìn xem đấu chi lực ba đoạn chữ. Hình tượng nhất chuyển, ma thú sơn mạch, một nam một nữ ôm nhau, song phương gương mặt ửng đỏ, cùng vân vận lần thứ nhất gặp mặt, ly biệt. Từng màn phảng phất ngay tại hôm qua, nhưng đảo mắt chỉ là trong nháy mắt, chính là qua trăm ngàn năm. Hình tượng vẫn tại không ngừng lấp lóe, đây đều là đến từ Tiêu Viêm ký ức. Tiêu Viêm nhìn xem những hình ảnh này, nội tâm cũng là động dung, biểu hiện trên mặt khác nhau. Một hồi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, một hồi lại tại hạnh phúc cười ngây ngô, một hồi vừa đau buồn vạn phần, nhìn xem trí nhớ của mình, trong lúc nhất thời để Tiêu Viêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù không bỏ, nhưng lại hữu duyên vô phận, cũng không biết cha, đại ca nhị ca bây giờ ra sao. Tiêu Viêm thở dài một hơi, hồi ức để hắn giờ phút này vô cùng tưởng niệm quê hương của mình, tưởng niệm người nhà của mình. Tưởng niệm đã từng cố nhân, tuế nguyệt vẫn, có một số việc có ít người đều đã cảnh còn người mất. Tiêu Viêm cảm giác chính mình linh hồn nhận lấy một cỗ cường đại vặn vẹo lực cùng lực áp bách, cái này khiến Tiêu Viêm phi thường khó chịu. Bất quá cảm giác như vậy chỉ là một lát sau chính là biến mất, Tiêu Viêm trước mắt thế giới lập tức một mảnh sáng sủa, sáng tỏ bầu trời. Ngay cả một đám mây đều nhìn không thấy, bốn phía tràn đầy các loại náo nhiệt gào to âm thanh, một màn này lại là rung động đến Tiêu Viêm. Đây là thiên địa hạo kiếp trước đó thánh thành. Thành thị phồn hoa, người người nhốn nháo, mà tại Tiêu Viêm bên người, cũng có từng đạo bóng người từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, dường như nhìn không thấy Tiêu Viêm. Ân công, lúc này một thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai vang lên, Tiêu Viêm thuận theo đạo thanh âm này nhìn lại, chỉ thấy được một thân ảnh sau lưng Tiêu Viêm. Đây là một cái hóa thành nhân hình rùa đen, Tiêu Viêm một chút liền nhận ra nó đến, đây chính là cự bụng ma cá bên trong gặp được đại tế ti. Chỉ bất quá, thời khắc này đại tế ti nhìn tinh thần sung mãn, bộ dáng tuổi trẻ, không giống trước đó bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Đại tế ti, Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Ân công là đang gọi ta à? Ta khoảng cách đại tế ti cấp độ còn rất xa xôi đâu,
huyết thần giới người chẳng mấy chốc sẽ giết tới, mong rằng ân công có thể cứu tộc ta. Mau cứu đấu đế đại lục đi, Đại Tế Ti khẩn thiết nói. Tiêu Viêm ngẩn người, hiện tại đến cùng tình huống như thế nào? Người trước mắt này mặc dù trẻ lại rất nhiều, nhưng đúng là cự bụng ma cá bên trong Đại Tế Ti, thế nhưng là hắn vừa mới nói tới nhưng thật giống như không phải có chuyện như vậy. Tiêu Viêm ngắm nhìn bốn phía, tòa này còn trên đại lục thánh thành, lại liếc mắt nhìn tuổi trẻ bộ dáng Đại Tế Ti, lập tức liền lấy lại tinh thần. Xem ra, hắn là bị tinh không chi nhãn dẫn tới thiên địa hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục. Ta muốn làm sao cứu các ngươi? Tiêu Viêm dò hỏi, chính mình hiện tại là lấy như thế nào phương thức tồn tại cái này thời gian Tiêu Viêm cũng không biết được, bất quá cảm thụ một chút mình thực lực. Vẫn như cũ là một sao đấu đế, thể nội ba kỳ vật đều còn tại, hắn cảm giác chính mình giống như linh hồn, nhưng cũng có thể chân thực cảm nhận được thân thể tồn tại. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 108 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.